đơn vị ứng hòa góc tài nhỏ là trường Ngọc Huy, huyện Mỹ Đức góc tài xanh, hai đội viên chuẩn bị. Để đảm bảo về thời gian, ta phải tiếp tục lưu ý những thủ đoạn nghe gọi của ban tổ chức trận thi đấu tiếp theo. Ban tổ chức tổ chức thi đấu ở bảng C hạng cân 22-24 kg 2 vận động viên Nguyễn Bá Hải Minh, đơn vị ứng hòa góc tài đỏ gặp Trương Ngọc Huy, đơn vị huyện Mỹ Đức góc tài xanh, hai vận động viên chuẩn bị. Trọng tài công nhân cho đánh mang cho góc tài xanh. Để quý vị và các bạn tiếp theo dõi cách tính điểm của ban tổ chức như sau. Đối với một kỹ thuật đóng được 4 điểm chung kích mà không bị cản phá bởi đòn đánh của đối phương, kỹ thuật đã được 2 điểm, kinh nghiệm như vậy không bị cản phá được tính là 2 điểm, và kỹ thuật đánh ngã xuống thẳng là được 3 điểm. Hết thời gian thi đấu, vị thứ nhất. Được đá. Đá bằng cầu vào đầu nhá. Đá được nhưng mà đá phải làm thế nào để cho bạn đấy không đánh được mình. Nếu mà bạn mình đá bằng cầu mình là bị mất trụ, bạn đá đấm mình ngã là mình mất điểm. Đá. Rồi, chân đấy. Qua lên. Anh đá trọng tài nhắc nhở hai vận động viên tiếp tục thi đấu. Cứ vào đi. Dừng ngay điểm thi đấu và các vận động viên. Nguyễn Bá Hải Minh, đơn vị ứng hòa góc tài đỏ gặp Trương Ngọc Huy, đơn vị huyện Mỹ Đức góc tài xanh, hai vận động viên chuẩn bị. Tổng chân với kết quả 2-0 xanh thắng chung cuộc, vận động viên Đào đây đây ngồi đây muốn xem Hoàng Nguyễn Tiến Thành vào trong xem chưa.